chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghề Cũ Bạn năm 2018, số phát sóng thứ hai do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc. Kính thưa quý vị, khi nhắc đến nghề in hiện nay thì với những công nghệ máy móc thiết bị hiện đại đã giúp cho con người phần nào khắc phục được những công việc khó khăn và nặng nề. Vì vậy thì công việc của những kỹ thuật viên nghề in bây giờ đã rất khác so với xưa. Cơ hội của bạn trong nghề in như thế nào? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu với chúng tôi trong Nghề Của Bạn năm 2018 hôm nay với nghề kỹ thuật viên ngành in. Và đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời: ông Phan Xuân Sơn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc; Tiến sĩ Nguyễn Long Giang, Nguyên trưởng khoa in và truyền thông Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Bá Phúc, Quản đốc phân xưởng in Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc; bạn Nguyễn Bình An, sinh viên tiêu biểu ngành Công nghệ in Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; và sự góp mặt đặc biệt, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu anh Hồ Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là anh Nguyễn Bá Phúc, người có hơn 20 năm gắn bó với nghề in, hiện đang giữ chức vụ quản đốc phân xưởng in Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên in Lê Quang Lộc. Đều đặn mỗi ngày, một kỹ thuật viên nhà in phải nắm vững quy trình để có thể cho ra những sản phẩm in chất lượng, ví dụ như kiểm tra nguồn điện, dụng cụ làm việc, khởi động máy, giấy in, kẹp in, tài liệu in, nạp dữ liệu, canh và kiểm tra bài, kiểm tra quá trình in, phát hiện lỗi và xử lý kịp thời, thu hồi tài liệu in sau khi hoàn tất in, kiểm tra bảo dưỡng máy in, vân vân. Với nhiều công việc như vậy, liệu để trở thành một kỹ thuật viên nhà in có khó hay không? Công việc của một người kỹ thuật viên ngành in á thì cũng hiện tại cũng rất là đơn giản. Mình là kỹ thuật viên in thì thường thường á là mình kiểm tra cái tờ in, mà kiểm tra tờ in là tất cả những cái thông tin về thế giới rồi Việt Nam, như là cái người kỹ thuật viên ngành in là được cập nhật sớm nhất, cho nên là mình không có gì phải nhàm chán. Thực tế cho thấy một lao động bình thường rất khó để xin vào làm tại công ty in ấn, vì mỗi dây chuyền sản xuất thường có giá thành đến vài chục tỷ đồng. Dây chuyền sản xuất ra thành phẩm cũng có giá trị rất lớn. Vì vậy, các công ty in thường phải tìm kiếm các công nhân đã được đào tạo, có kỹ thuật luyến máy tốt để đảm đương được công việc. Do đó, lao động trong ngành in bắt buộc phải qua đào tạo. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu một chút tại phân xưởng in của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc. Và có thể là quý vị đã thấy một nhân vật xuất hiện trong đoạn phóng sự vừa rồi. Đó chính là anh Nguyễn Bá Phúc, khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Anh Phúc thân mến, trước tiên thì anh có thể chia sẻ là cơ duyên nào đã mang anh đến với nghề in ạ? Lúc mà mình học phổ thông mới ra trường thì người bạn của mẹ đến nhà chơi. Rồi chị ấy nói là thôi vô chọn ngành in đi, ngành in cũng rất là hay. Thì mình nộp đơn vô, mình học. Rồi sau đó trong quá trình học thì cũng may mắn là qua bên công ty Lê Quang Lộc. Tới giờ là được bao nhiêu năm rồi anh? Khoảng 27 năm. 27 năm, wow, một cái quá trình rất là dài thưa quý vị. Suốt khoảng thời gian 27 năm như vậy với biết bao nhiêu thăng trầm, thì điều gì đã giúp anh giữ được cái ngọn lửa yêu nghề, đam mê nghề và làm nghề lâu đến như vậy ạ? Làm nghề nào cũng vậy, khi mà mình đã chọn nghề thì mình phải yêu nghề và mình phải nỗ lực hết sức, đem hết những cái nhiệt huyết, những cái đam mê của mình gắn với nghề thì mình mới giữ được cái thời gian mà cống hiến lâu dài với nghề của mình. Nhưng mà thưa quý vị, có một cái thông tin đó là chắc hẳn quý vị sẽ rất ngạc nhiên, khi mà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện chỉ còn có một đơn vị duy nhất đào tạo chính quy về nghề in, đó là khoa in và truyền thông của Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc hẳn là quý vị chúng ta cũng sẽ tò mò để cùng xem những hình ảnh hiện tại tại khoa in và truyền thông của trường sẽ diễn ra những hoạt động như thế nào. Đây là lớp học khoa in và truyền thông của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị đào tạo bậc đại học ngành công nghệ in duy nhất khu vực phía Nam, cung cấp đội ngũ kỹ sư ngành công nghệ in cho khắp các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ, khu vực có ngành in ấn bao bì phát triển mạnh nhất cả nước. Tại đây, sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức khoa học cơ bản để có thể học tập, nâng cao trình độ,
có kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ in, có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và đánh giá các giải pháp công nghệ, có năng lực xây dựng và quản trị doanh nghiệp sản xuất in, thiết kế và xử lý mẫu in cho sách, báo, tạp chí, bao bì, nhãn hàng, mẫu quảng cáo, chế tạo khuôn in cho tất cả các phương pháp in, kỹ thuật in công nghiệp, kỹ thuật gia tăng giá trị tờ in, kỹ thuật thành phẩm cho sách báo, nhãn hàng và bao bì các loại, v.v. 4 năm ở trường học về ngành công nghệ in thì nó không quá nhiều, mà nó vừa đủ so với một bạn để học toàn bộ kiến thức về ngành in. Chúng tôi đã được cung cấp rất nhiều kiến thức nền tảng để tạo tiền đề cho sau này đi ra làm việc. Bên cạnh đó thì trường cũng đã cập nhật rất là nhiều cái kiến thức mới phù hợp với lại xu hướng hiện nay ở trên thị trường. Khi mà đã được cung cấp tất cả những kiến thức đó thì cái việc mà chúng tôi đi ra ngoài để thực tập cũng như đi làm thì nó rất là bổ ích. Khoa in truyền thông có mối quan hệ tốt với lại các doanh nghiệp in, cũng như là cái nguồn nhân lực bây giờ đa số mấy em khoảng cỡ 53, 54 là cái lượng doanh nghiệp người ta về người ta phỏng vấn và tuyển dụng. Một số mấy em đi thực tập thì trong quá trình thực tập thì là doanh nghiệp người ta tuyển dụng luôn và có thể trả luôn cái khoản phí, và sau khi thực tập xong về mấy em báo cáo tốt nghiệp thì mấy em quay lại đó làm. Và có nhu cầu việc làm hiện tại bây giờ của ngành in là mấy em đa số ra trường là có việc làm hết. Kỹ sư công nghệ in ra trường hầu như ngay lập tức có được việc làm với mức thu nhập ổn định. Sau một thời gian với kiến thức cơ bản và vững chắc có thể để đảm nhận các vị trí quan trọng tại các nhà in. Và vì vậy, chuyên viên kỹ thuật in có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp để khẳng định khả năng và ổn định cuộc sống. Và thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi chắc hẳn đã giúp quý vị một phần nào đó hiểu rõ hơn công tác đào tạo tại khoa in và truyền thông của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời đến đây một khách mời, đó chính là tiến sĩ Nguyễn Long Giang, nguyên trưởng khoa in và truyền thông Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên thì xin phép được hỏi thầy lý do gì mà trường vẫn tiếp tục tổ chức và những cái khối lượng học viên đăng ký vào trường trong ngành như thế này thì thực trạng qua các năm như thế nào ạ? Các bạn biết là khoa in và truyền thông đã có cách đây 30 năm, tôi đào tạo ra kỹ sư công nghệ kỹ thuật in. Và hàng năm là có khoảng chừng 100 cho tới 150 sinh viên đăng ký nhập học. Còn những cái đào tạo những kỹ thuật viên ngành in thì khoa vẫn luôn luôn có những cái liên kết với lại các xí nghiệp, công ty, ví dụ như công ty Lê Quang Lộc để đào tạo ra những kỹ thuật viên ngành in, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Thầy cũng đã gắn bó với khoa đến 20 năm, một khoảng thời gian dài đúng không ạ? Vậy thì qua từng năm, đặc biệt là trong những cái giai đoạn khác nhau, thì cái nhu cầu về nghề nghiệp và cái sự quan tâm của các bạn, những sinh viên cũng sẽ khác nhau. Không biết là đối với thực trạng hiện nay, thầy đánh giá như thế nào ạ? Tôi xin chia sẻ 3 thông tin về liên quan tới việc đầu vào, đầu ra và cũng như những cái cơ hội mà các bạn có thể có việc làm ngành in. Thứ nhất là trong những năm gần đây, đặc biệt là 3 năm gần đây đó, thì gần như là cái chỉ tiêu tuyển sinh và cái đầu vào của khoa in và truyền thông nó tăng hàng năm. Các bạn thấy là ngành in đang được quan tâm và gần như là được đánh giá tốt, được tín nhiệm. Thứ ba tôi muốn chia sẻ là trong quá trình học thì trường luôn luôn tạo điều kiện để tụi em tiếp cận với lại nhu cầu của doanh nghiệp. Cụ thể là trường hàng năm có 2 cái kỳ gọi là mời tất cả những doanh nghiệp in tới để giao lưu với các sinh viên, thậm chí là phỏng vấn. Và có những doanh nghiệp in có nhu cầu về nhân sự lớn, đặt thẳng vấn đề, tổ chức riêng với khoa, cuộc tuyển dụng dành riêng cho khoa, dành riêng cho ngành in. Và song song đó, những cái trung tâm, ví dụ như trung tâm giới thiệu việc làm của bên hội Liên hiệp Thanh niên này, phối hợp là cái đầu ra, tôi thấy là các bạn đừng chần chừ nữa, hãy đăng ký vô ngành in, khoa in và truyền thông Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, và cái ngành đó là ngành kỹ sư công nghệ kỹ thuật in. Vậy thưa thầy, sau khi mà các bạn ra trường thì các bạn sẽ có thể công tác ở những vị trí nào và những cái môi trường làm việc như thế nào ạ? Tôi có thể kể sơ bộ ra một vài vị trí, ví dụ như là chúng ta tham gia trong phòng kinh doanh, phòng điều độ sản xuất, phòng phát triển sản phẩm, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chúng ta có thể vận hành thiết bị in, vận hành những thiết bị chế bản, cấu trúc, bao bì, thiết kế. Thì đó là những cơ hội, những cái vị trí công việc rất là hấp dẫn để các bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy rất nhiều để cho các bạn chúng ta có thể hiểu rõ hơn và định hướng rõ hơn.
Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ bạn Nguyễn Bình An, là sinh viên năm thứ 2 của khoa In và Truyền thông Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Bình An. Không biết là cái cơ duyên nào đã thôi thúc bạn đến với ngành in và gia đình có ủng hộ không? Tìm hiểu các kênh thông tin thì em biết ngành in này là một ngành có một cái đặc thù khá là đặc biệt, đó chính là chỉ có duy nhất trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo. Vì thế cho nên là em suy nghĩ là khi mà chúng ta ra trường thì cái sự cạnh tranh về việc làm thì nó không có cao bằng những cái ngành khác. Cái môi trường làm việc của bạn nó rất là nhiều và cơ hội để bạn kiếm được việc làm rất là nhanh chóng và dễ dàng. Đồng thời thì theo như em tìm hiểu thì lương của kỹ sư ngành in khi mà ra trường thì nó rất là ổn định. Và vì thế cho nên là em đã quyết định chọn ngành in. Và khi mà phụ huynh biết em chọn ngành in này thì mẹ em rất là ủng hộ. Vậy thì cụ thể là bạn đã có kế hoạch gì cho bản thân mình sau khi đã tốt nghiệp? Thứ nhất là phải nắm được những cái cơ bản trước. Vì đặc thù của một ngành kỹ thuật là bạn không có cơ bản là bạn không có làm được gì. Thứ hai là trau dồi cho mình những cái kỹ năng mềm thông qua việc tham gia các công tác đoàn hội tại trau dồi ngoại ngữ. Vì hiện nay là thời đại hội nhập quốc tế và xu hướng của các công ty in nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam rất là nhiều. Cho nên ngoại ngữ là một thứ mà cần thiết khi bạn muốn có được lương cao và có được môi trường làm việc tốt và phù hợp với chuyên ngành của mình sau 4 năm. Và đó là những cái mà mục tiêu lớn mà em đã đặt ra trong quá trình trong 4 năm học. Cảm ơn Bình An rất nhiều với những chia sẻ của bạn và hy vọng bạn sẽ thực hiện tốt được cái kế hoạch của mình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chương trình có mời đến đây đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc, đó chính là ông Phan Xuân Sơn, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc ạ. Như là chúng ta có đề cập đến từ ban đầu đến bây giờ, thưa ông, đó là hiện tại nhu cầu của ngành in đối với lại những cái kỹ thuật viên ngành in nó cũng sẽ là một cái nhu cầu rất là lớn và có thể nói là nó cũng đang trong cái tình trạng khan hiếm nhân sự. Vậy thì công ty sẽ có những cái giải pháp nào để ứng phó và để có thể giữ chân lại những cái nhân sự trong lĩnh vực của mình ạ? Thì các bạn cũng biết rằng ngành in hiện nay nguồn nhân lực đang rất khan hiếm, để giữ được cái nguồn lực tại chỗ á, thì chúng tôi cũng phải tiếp tục phải luôn luôn vận động bằng cách là thứ nhất là phải thay đổi về trang thiết bị, thay đổi về điều kiện sản xuất, về nhà xưởng, về cơ sở vật chất để làm sao cho người lao động được thoải mái hơn, yên tâm hơn, năng suất lao động được tốt hơn. Bên cạnh đó thì tất cả những vấn đề liên quan tới lợi ích của người lao động, chúng tôi cũng rất muốn là các bạn sinh viên thực tập khi có điều kiện thì ở lại gắn bó với công ty. Kính thưa quý vị, có mặt trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hồ Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố. Thưa anh, không biết anh có thể cho biết là lý do vì sao mà ban tổ chức chương trình Nghề của bạn năm 2018 này lại quyết định chọn nghề in để giới thiệu đến tất cả công chúng không ạ? Chúng tôi đã có một cái sự nghiên cứu và cũng có tư vấn từ phía anh Nguyễn Tri Quang, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lê Quang Lộc. Như sự chia sẻ của thầy Giang, rồi sự chia sẻ của anh Sơn, phó giám đốc của công ty, thì các bạn đã thấy rõ ràng và về cái bối cảnh và thực trạng của ngành in của giai đoạn hiện nay. Do đó là khi mà ban tổ chức chúng tôi suy nghĩ và chọn lựa đó, thì chúng tôi cũng có những cái bước khảo sát. Bởi vì đây là cái nhu cầu của nhà tuyển dụng là người ta đang rất là cần. Chúng tôi muốn nhân rộng, giới thiệu cho đầy đủ các bạn trẻ khi các bạn xem những cái chương trình này, để các bạn hiểu hơn, để các bạn có thể chia sẻ, để các bạn có thể lựa chọn thông qua cái đam mê của mình. Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là ở trong chương trình Nghề của bạn năm 2018 cũng có rất là đông các bạn sinh viên chúng ta đến tham dự chương trình, lắng nghe rất nhiều thông tin và chắc hẳn là các bạn cũng có những cái sự quan tâm đặc biệt dành cho lĩnh vực in ấn. Em cũng có một câu hỏi là học nghề in á, có khó không? Để có một cái câu trả lời nó chân thực nhất thì mời bạn Bình An. Thì riêng đối với em, cái nghề in nó khó ở chỗ đó là bắt buộc chúng ta phải liên tục tìm hiểu các công nghệ in mới nhất trên thế giới hiện nay cùng với máy móc, thiết bị hiện đại, và bắt buộc trong quá trình học tập chúng ta phải tích cực, phải tìm hiểu, phải biết hết để khi chúng ta đã làm việc chúng ta đạt hiệu quả cao nhất. Nguyên cũng xin được hỏi với anh Phúc, tại vì bản thân anh Phúc có đến 27 năm gắn bó với lại nghề in, thưa quý vị. 27 năm khoảng thời gian này chắc là cũng đủ để anh rút ra một cái kết luận là trong quá trình công tác của mình
nó khó hay nó dễ? Và có bao giờ mà anh thấy nó khó đến mức độ mà anh cảm thấy nó muốn bỏ cuộc hay không ạ? Hồi xưa thì cái nghề in mới rất là khó. Tại vì hồi xưa máy móc thiết bị của mình thì nó còn cũ kỹ. Rồi những cái công nhân in thì tay chân lúc nào cũng là lấm lem, dầu mỡ. Xu hướng phát triển hiện đại bây giờ sản xuất rất là sạch sẽ, trong cái môi trường rất là thoải mái. Cho nên là tôi nghĩ với cái hiện tại bây giờ thì nghề in cũng không khó lắm. Mấy bạn yên tâm là đối ngành in khi bạn đã đăng ký vô học trong khoa in, cái khó nếu mà có sau khi các bạn đi làm thì theo tôi lại là một cái thử thách, một cái gì đó để bạn phấn đấu đạt được ở mức cao hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Long Giang. Ở đây thì có anh Xuân Sơn cũng là một cựu sinh viên của khoa in và truyền thông, cũng kinh qua quá trình công tác rất là nhiều vị trí khác nhau và đến giờ là trở thành quản lý. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho bạn sinh viên các cái yêu cầu mà công ty mình đặt ra đối với các bạn sinh viên mà mới vừa tốt nghiệp để có thể được vào công ty làm thì sẽ như thế nào ạ? Đối với lại các bạn sinh viên mới ra trường các bạn phải dẹp ngay cái suy nghĩ chúng ta là sinh viên, chúng ta là lực lượng trí thức mà chúng ta phải nhanh chóng hòa nhập với môi trường sản xuất thực tiễn ở đơn vị. Tại chính vì cái môi trường thực tiễn đó mới giúp cho các kỹ năng mà chúng ta được học những về lý thuyết cũng như những vấn đề chúng ta được học ở nhà trường nó phát huy. Còn nếu chúng ta không dẹp ngay được cái suy nghĩ đó, cái tự hào một chút về cái thời gian học ở đại học của mình, do đó chúng ta sẽ khó mà lĩnh hội chuyên môn hoặc là hòa nhập được trong cái công việc ở tất cả những cái công ty in. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Xuân Sơn. Em xin phép được đặt câu hỏi là em đang phân vân giữa việc học nghề và học đại học, thì không biết là giữa học nghề và học đại học thì sau khi đây làm thì cái sự khác biệt của nó trong cái vấn đề rộng mở công việc có nhiều hay không, và khác nhau thì khác như thế nào ạ? Và rõ ràng là nếu như mà bạn nghĩ là ngành in thì chúng ta chọn nghề hay là học bậc đại học, thì câu trả lời ở đây là chắc có lẽ là bạn không có lựa chọn khác, bạn nên học đại học. Và trong đại học nó đã có nghề trong đó rồi. Riêng đối với lại khoa in và truyền thông thì khi bạn học ở đại học, tức là cái bằng tốt nghiệp của bạn sẽ là bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật in. Thì khi bạn tốt nghiệp ra trường thì cái bằng đó cũng như là bằng nghề ở mức độ cao. Dạ vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Long Giang. Học đại học cũng có đào tạo nghề rồi, nhưng mà với góc độ của một đơn vị doanh nghiệp thì câu hỏi này sẽ được trả lời như thế nào ạ? Tôi cũng xin bổ sung thêm cái ý của thầy Giang. Thì các bạn cũng biết rằng ngành in nó có rất nhiều việc để làm bên cạnh công việc mang tính chuyên môn. Thì tôi cũng xin nói đơn giản như thế này thôi. Thì khi mà các bạn đến với công ty Lê Công Lộc, sau cái thời gian hòa nhập với điều kiện sản xuất và môi trường làm việc công ty Lê Công Lộc, thì chúng tôi dần dần hướng các bạn vào những công việc có yếu tính chuyên môn hơn bằng cách là cử anh, các chị có tay nghề cao hướng dẫn kìm kẹp các bạn trong quá trình vừa tham gia lao động nhưng mà vừa học tập. Và trải qua một thời gian thì các bạn này phần lớn là nắm bắt được rất nhiều những kỹ năng và những yêu cầu sản xuất đặt ra tại công ty Lê Công Lộc. Và đây là cái nguồn lực chủ yếu trong thời gian qua công ty Lê Công Lộc bổ sung vào cái sự khan hiếm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty. Và tôi nghĩ rằng cái cách làm này không chỉ trong thời gian qua mà hiện nay và những năm về sau chúng tôi vẫn tiếp tục làm và có thể làm ở mức độ sâu hơn, rộng hơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Long Giang và cũng xin được cảm ơn những câu hỏi đến từ phía những bạn khán giả của chương trình. Chắc chắn là các bạn chúng ta cũng một phần nào đó được giải đáp những cái thắc mắc của bản thân mình, có thêm nhiều thông tin hơn và đặc biệt là có cái lòng tin để chúng ta vững bước tiếp tục với cái con đường mà mình đã lựa chọn. Thưa quý vị, và qua những cái chia sẻ của các khách mời trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng đã có thêm một số những cái nhìn thật là bao quát và toàn diện, đặc biệt là các bậc phụ huynh nào mà có con em trong gia đình á, chúng ta cũng đang vân vân hoặc là chúng ta cũng đang mong muốn tìm hiểu về ngành in, thì quý vị chúng ta cũng yên tâm để biết được rằng là nhu cầu việc làm hiện nay, khả năng tốt nghiệp ra trường có việc làm là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta cân nhắc để con em theo học một cái ngành nghề nào đó, thì chúng ta cũng đã được giải đáp hoàn toàn.
Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nghề của bạn số phát sóng thứ hai của năm 2018 với chủ đề là Nghề kỹ thuật viên ngành in xin được phép khép lại. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.